Tuyển chọn thơ cổ Trung Quốc, gắn kết văn hóa Việt Trung. Cuốn sách Tuyển chọn thơ cổ Trung Quốc là một bộ sưu tập đa dạng bao gồm những bài thơ nổi tiếng trong dòng văn học dân gian và văn học Bắc học của Trung Quốc. Sách này không chỉ mang đến độc giả những bài thơ đã được dịch ra tiếng Việt, mà còn bao gồm những tác phẩm chỉ có phần dịch Hán Việt và được bình giải bằng tiếng Việt. Cuốn sách này đã chính thức ra mắt vào thời điểm chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong mối quan hệ hữu nghị và hợp tác chiến lược giữa hai nước. Sách hứa hẹn mang lại vốn kiến thức văn học quý báu cho những người muốn tìm hiểu về văn học Trung Quốc cổ đại, đồng thời cũng góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ gắn kết văn hóa giữa nhân dân Việt Nam và Trung Quốc. Văn hóa Trung Quốc đã có ảnh hưởng sâu sắc đến văn hóa Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực chữ Hán và văn học. Chữ Hán đã được sử dụng rộng rãi trong xã hội phong kiến Việt Nam và từ đó, người Việt đã sáng tạo ra chữ nôm để thể hiện tâm tư và suy nghĩ trong ngôn ngữ Việt. Nhiều tác phẩm văn học Việt Nam đã cải biên, hoàn thiện và Việt hóa những điển tích, sự kiện, nhân vật và địa danh từ văn học Trung Quốc. Cuốn sách này là một cầu nối quý báu giữa hai nền văn hóa ấn tượng, làm nên sự gắn kết văn hóa Việt-Trung. Câu lạc bộ giao lưu văn hóa Việt-Trung, nối kết tình hữu nghị qua văn hóa. Câu lạc bộ giao lưu văn hóa Việt-Trung đã ra đời theo quyết định số 33/1999, QĐ-BVSTT ngày 8 tháng 9 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin, nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, với mục đích chính là góp phần củng cố tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước và tạo dựng một kênh hợp tác trong giao lưu văn hóa dân gian. Câu lạc bộ này là tổ chức phi chính phủ, với tên tiếng Trung là Trung tâm Giao lưu Văn hóa Việt-Trung. Hoạt động của câu lạc bộ được giám sát và chỉ đạo bởi Cục Hợp tác Quốc tế của Bộ Văn hóa Thông tin. Tôn chỉ của câu lạc bộ là hội tụ những người quan tâm đến văn hóa Việt Nam-Trung Quốc và thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa nhân dân hai nước thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa. Trong hơn 25 năm hoạt động, câu lạc bộ đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa nhân dân như triển lãm gốm sứ cảnh Đức Trấn Giang Tây Trung Quốc tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Vân Hồ Hà Nội, triển lãm hoa đăng tự cống Tứ Xuyên tại Công viên Bách Thảo và triển lãm băng đăng của tỉnh Hắc Long Giang Trung Quốc tại Công viên Thống Nhất Hà Nội. Ngoài ra, câu lạc bộ cũng hợp tác với nhiều tổ chức và địa điểm như Văn miếu Quốc tử giám Hà Nội, Thư viện Quốc gia Hà Nội, Nhà xuất bản Thế giới và Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam để tổ chức triển lãm tranh và thư pháp. Câu lạc bộ còn tổ chức các cuộc thi như cuộc thi tìm hiểu kiến thức văn hóa tri thức Việt Nam và Trung Quốc nhịp cầu hữu nghị cùng với Hội hữu nghị Việt Trung. Họ đã tổ chức một số triển lãm ảnh và hoạt động nghệ thuật, đồng thời tổ chức chương trình tìm hiểu tiềm năng du lịch văn hóa tại thành phố Di Lặc, Vân Nam, Trung Quốc.